Anh chị em thân mến, trong Tin mừng Matthew thì chương 25 Ngài kể lại ba cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể cho các môn đệ để nhắc nhở họ về cái thái độ tỉnh thức để trông chờ cái ngày người chủ trở về, tức là ngày Chúa đến. Đó là câu chuyện về 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, và trong đó có 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan. Và tiếp theo là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay về dụ ngôn các nén vàng. Và cái thứ ba là Chúa Giêsu nói về cái ngày phán xét chung như thế nào. Ở trong cái câu chuyện về các nén vàng thì chúng ta thấy Ngài kể một cái câu chuyện, đó là cái người chủ trước khi đi xa thì giao cho 3 người thân tín của mình để trông coi và làm lợi cái tài sản cho đến khi mình trở về. Đây là 3 người thân tín để ông chủ trao cái tài sản, chứ không phải là ông trao cho bất kỳ người nào đó. Anh chị em, khi có một đứa con đi lên Hà Nội học, anh chị em tìm một cái chỗ cho con cái mình trọ, thì đâu có phải anh chị em bảo mày muốn ở chỗ nào mày ở, nhưng mà anh chị em tìm những cái địa chỉ mà anh chị em biết là tốt và có thể tạo điều kiện cho con cái mình học tốt. Hoặc là khi anh chị em có công việc đi xa, phải gửi đứa con nhỏ cho những người hàng xóm trông xem giùm. Hoặc ngay cả khi anh chị em gửi con cái đi các nhà trẻ, anh chị em cũng phải lựa chỗ nào mình có thể tin tưởng để gửi đứa con của mình. Chứ nếu mình biết cái bà đó bắn con nít như là vẹt, thế thì làm sao mà mình dám gửi? Cho nên 3 người đầy tớ này là những người mà người chủ thân tín. Và tùy theo khả năng của mỗi người mà người chủ có thể giao cho cái số lượng tài sản tương ứng với khả năng mà ông chủ nhận xét. Cho nên người thì ông giao 5 nén, người giao 3 nén, và người thì ông giao 1 nén. Cái người giao 5 nén và 3 nén thì tin tưởng vào người chủ, và vì thế mình sẽ làm tất cả để cho người chủ có được cái lợi. Bởi vì khi người chủ có lợi thì mình cũng được hưởng phần. Còn cái người lãnh 1 nén, anh ta không tin nơi người chủ. Và vì thế khi mà người chủ trở về và bảo anh ta trao lại cái tài sản, thì anh ta nói sao? Tôi biết ông là người hà khắc. Ông gặt nơi không gieo và ông thu nơi ông không trồng. Một câu trả lời rất thẳng thắn, không có che giấu, không có lòng vòng. Có lẽ ông này cũng được mệnh danh là Hải Phòng không lòng vòng. Nói thẳng. Thế thì nếu mà một người mà có can đảm nói thẳng với chủ như thế, thì tôi nghĩ có lẽ khi nhận cái nén vàng chủ trao trước khi ra đi thì anh ta đã nói ngay: tôi biết ông là người hà khắc, thôi tôi không làm việc với ông. Nhưng mà đằng này anh ta vui vẻ nhận giống như 2 người kia. Thế thì tại sao trong thời gian người chủ đi vắng anh ta thay đổi thái độ? Chúng ta coi lại trong danh sách 12 tông đồ Chúa chọn. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, và ai cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa và làm môn đệ của Chúa. Thế thì tại sao có một người tên là Judas Iscariot không những là không tin vào Chúa mà còn bán Chúa cho các thầy thượng tế với cái giá 30 đồng? Cái điều gì làm cho một người từ cái chỗ tin tưởng vào người chủ
đến cái chỗ nghi ngờ và không tin. Cái điều gì? Theo tôi nghĩ có lẽ đó chính là cái dư luận. Cái dư luận là cái ý kiến của những người ở chung quanh. Mà nếu cái người đầy tớ này là một người khôn ngoan, anh ta biết chắt lọc những cái ý kiến của những người chung quanh. Nếu cái ý kiến này mà giúp cho mình xây dựng cái sự liên kết hiệp nhất giữa mình với ông chủ, thì mình cố gắng, mình làm. Còn nếu ý kiến này gieo vào để tạo sự nghi ngờ, gây chia rẽ giữa mình với ông chủ, thì mình chắt lọc, mình bỏ ra ngoài. Anh chị em thấy không? Trên cái người đầy tớ khôn ngoan là người biết đón nhận các ý kiến, chắt lọc và lựa theo những tiêu chuẩn để xây dựng một cái mối hiệp thông giữa mình với ông chủ. Còn cái người mà không biết chắt lọc, cứ tưởng cái ý kiến nào cũng là đúng, thì quên rằng có những ý kiến người ta nói một cách vô trách nhiệm, với mục đích chỉ để là phá cái mối tương quan giữa mình và ông chủ. Ai là người muốn phá vỡ cái mối tương quan giữa mình và ông chủ? Đó chính là kẻ thù của ông chủ. Tôi buổi chiều, tôi đạp xe đạp ở chung quanh cái thành phố Hải Phòng, thì tôi thấy có nhiều người ngồi đánh cờ với nhau, đánh cờ dưới gốc cây, đánh cờ chỗ bờ hồ đó. Tôi dừng lại, tôi quan sát coi thử, anh em đánh cờ sao? Thì thấy thế cũng hay lắm, hai người ngồi đánh, và chung quanh là biết bao nhiêu thầy dùi. Những người đứng ngoài, họ không có cái trách nhiệm trong cái bàn cờ, thế mà cứ muốn làm thầy. Anh thì bảo đi con pháo, anh bảo đi con chốt. Thì có những cái người, họ đánh cờ, họ bực mình quá. Họ nói tôi đánh chứ phải bác đánh đâu mà sao bác cứ chỉ như thế. Hả? Cái người đánh cờ họ có trách nhiệm với bàn cờ của họ. Và vì thế họ biết chắt lọc những cái ý kiến chung quanh. Và anh chị em thấy hôm nay cha Phaolô Vũ Đình viết về nhận sứ hàng kênh. Giáo sứ hàng kênh là một cộng đoàn dân Chúa, một cộng đoàn đức tin, không phải do cha Vũ Đình viết tạo nên. Không. Anh chị em đã tin vào Chúa từ bao nhiêu năm nay? Bao nhiêu vị mục tử đã chăm sóc cho anh chị em, và anh chị em có được một cộng đoàn dân Chúa trên dưới 700 người, là một cộng đoàn lớn ở Hải Phòng. Cho nên cha viết phải biết đón nhận cái cộng đoàn dân Chúa như là một cái gia tài đức tin mà giáo hội trao cho mình. Và khi anh chị em đón nhận Ngài như là vị quản sứ tiên khởi của anh chị em, thì anh chị em biết anh chị em đâu có đào tạo ra được một linh mục Phaolô Vũ Đình viết. Ngài là người được giáo hội mời gọi, đào tạo và tin tưởng trao Ngài cho anh chị em. Trên Ngài cũng là một gia tài đức tin mà giáo hội trao cho anh chị em. Đúng không anh chị em? Đúng không? À, chúng ta đón nhận lẫn nhau với sự tin tưởng, yêu thương và kính trọng. Sáng nay khi ban hành giáo và đại diện các đoàn thể của giáo xứ Hàng Kênh đến đón cha viết ở tòa giám mục, thì tôi có hỏi ý kiến của bà con, các ông trùm, các bà trương. Tôi hỏi khi anh chị em đón nhận cha viết như là quản sứ tiên khởi thì anh chị em thấy thế nào? Thì anh chị em bảo chúng con vui lắm cha. Chúng con vui lắm. Bởi vì lần đầu tiên chúng con có được một cha quản sứ. Và khi tôi trao đổi với cha viết về việc tôi bổ nhiệm Ngài về giáo xứ Hàng Kênh, Ngài cảm thấy rất vui và đầy trách nhiệm. Cho nên
cả anh chị em lẫn cha viết đều rất vui và tin tưởng rằng khi chúng ta có một người mục tử như lòng Chúa mong ước, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đoàn sống đức tin theo ý Chúa và giáo hội mong muốn. Thế nhưng, trong khi cha biết và anh chị em xây dựng cộng đoàn, thì anh chị em thấy nó cũng có những ý kiến đến từ nhiều phía. Có những ý kiến xây dựng và có những ý kiến không xây dựng. Thế thì anh chị em chúng ta rút cái kinh nghiệm về sự thất bại của Judas Iscariot, về sự thất bại của cái người lãng được một nén vàng. Chúng ta cũng phải biết chắt lọc những thông tin. Và chúng ta nhớ cái nguyên tắc ở trong giáo hội, mỗi giáo xứ là một đơn vị biệt lập với giáo xứ khác. Theo giáo luật, mỗi giáo xứ là một cộng đoàn dân Chúa được quy định tùy theo tòng nhân hay tòng thổ. Tòng nhân là theo cái quy định ở những cái nơi mà những người theo một tiêu chí nào đó được gộp chung lại với nhau. Tòng thổ là những người sống trên một địa bàn được quy định. Thế thì cái cộng đoàn dân Chúa ở đó là một cộng đoàn giáo xứ được trao cho một linh mục phụ trách, đó là linh mục quản xứ. Cho nên cha xứ và cộng đoàn dân Chúa ở trong giáo xứ làm nên một thực thể. Thực thể này có liên hệ với những thực thể khác, nhưng mà không lệ thuộc vào các thực thể khác. Các giáo xứ là thuộc quyền chăm sóc mục vụ của Đức Giám mục. Và Đức Giám mục có một vị cộng tác với Ngài trong công việc điều hành giáo phận là cha tổng đại diện. Và rồi trong cái cách phân chia khu vực để làm việc cho nó có hiệu quả, thì chúng ta chia ra từng giáo hạt. Cho nên nếu mà anh chị em tiếp nhận những cái ý kiến, những thông tin mà đem lại sự hiệp nhất thì tốt. Còn khi anh chị em tiếp nhận những cái ý kiến, những thông tin mà hình như nó không đem lại sự hiệp nhất, anh chị em đừng ngần ngại báo với cha quản hạt, báo với cha tổng đại diện, hoặc là báo với chính giám mục của anh chị em, để các ngài hướng dẫn anh chị em có nên chọn cái thông tin đó hay không. Bởi vì nhiều khi bản tính con người nó có những cái mà mình cứ tưởng mình làm như thế là có lợi cho cộng đoàn giáo xứ hàng kết, nhưng mà nó đem lại cái hại. Mà cái hại lớn nhất trong giáo hội là cái sự chia rẽ, phân chia thuộc về nhóm này, thuộc về nhóm khác. Có một lần khi tôi còn ở Ba Mi Thuột, thì có một cha đến gặp tôi và Ngài nói: thưa Đức Cha, con xin lỗi Đức Cha, bởi vì ngày hôm qua con có làm cho một cha lớn tuổi hơn con buồn lòng. Tôi hỏi: gì đâu mà có vẻ căng thẳng quá vậy? Nói: thưa Đức Cha, con về giáo xứ thay thế cho Ngài, Ngài đi giáo xứ khác, mà Ngài cứ gọi điện thoại về chỉ đạo cho các ông trong ban hành giáo phải làm cái này, phải làm cái kia. Cho nên khi con họp ban hành giáo để bàn những công việc trong giáo xứ khó quá, họ cứ bảo là cha xứ cựu nói như thế này, cha xứ cựu nói như thế kia. Mà khi con nói họ nghe, họ cứ bảo cha xứ cựu khôn ngoan lớn tuổi, phải hơn cha chứ. Nhưng mà họ quên mất cha xứ cựu không còn là cha xứ của họ nữa. Cha xứ của họ là cha đương nhiệm ấy nè. Và cha xứ đương nhiệm cùng với đoàn chiên làm nên một giáo xứ. Cha xứ cựu, Ngài có tốt đến đâu đi nữa thì chúng ta yêu mến, tôn trọng Ngài
như một linh mục đã từng chăm sóc cho giáo xứ chúng ta. Nhưng kể từ khi mà cha xứ chính thức nhậm xứ rồi thì Ngài không có quyền gì trong giáo xứ của mình nữa. Anh chị em hiểu không? Cho nên nếu mà cha xứ cựu đã đi rồi mà vì thương giáo xứ gọi điện cho người này, gọi điện cho người kia, góp ý điều này, góp ý cái điều kia, thì anh em biết, nếu mà Ngài khôn ngoan, Ngài gọi trực tiếp cho cha xứ với tình anh em linh mục, và Ngài nói: cha ơi, con thấy giáo xứ này con ở lâu, con biết nếu mà cha làm được như thế này như thế kia thì tốt. Nhưng mà đó chỉ là một lời khuyên. Còn cha xứ giống như là thuyền trưởng, Ngài biết Ngài cần phải làm gì. Anh em hàng kênh nhớ cái này không? Nhớ được không? Và rồi anh chị em biết, một linh mục dẫu cho thánh thiện tài giỏi đến đâu cũng không thể chăm sóc hết mọi chiều kích đạo đức cho một cộng đoàn dân Chúa. Cho nên vì thế, dẫu cha xứ cũ ở 10 năm, 15 năm, Ngài đã kiện toàn cái tổ chức rất là tốt đẹp. Nhưng khi một linh mục tới với trách nhiệm là quản sứ, Ngài quan sát và Ngài biết cái giáo xứ này, tốt điểm kia, nhưng còn những điều này cần phải bổ túc vào. Cho nên mình là cái người giáo dân trong giáo xứ thì chúng ta phải biết tin tưởng vào cha xứ của mình. Và cha xứ cũng phải biết tin tưởng vào bà con trong giáo xứ của mình. Khi tôi còn ở Ban Mỹ Thuật, tôi cũng lấy làm lạ là ông cha ông giỏi lắm. Ông làm việc ở cái giáo xứ cũng rất là thành công, rất là tốt đấy. Nhưng khi ông về cái giáo xứ mới, thì qua một cái mùa Giáng sinh là tôi thấy người ta viết thư cho tôi kiện đủ thứ. Thì tôi mới tới thăm và tôi hỏi các ông trùm, tại sao anh chị em khó chịu với cha xứ mới? Thì các ông trùm nói: Ngài khinh chúng con. Để tổ chức mừng lễ Noel mà từ những cây thông chuyến hang đá, Ngài kéo 60 người từ giáo xứ cũ đến làm, và chúng con không tham gia được gì cả. Tôi nói đúng rồi, anh em có lý. Dẫu cho cộng đoàn dân Chúa của mình ít người, dẫu cho cái chuyên môn của anh em giáo xứ mới không bằng giáo xứ cũ, nhưng mà đây là giáo xứ của họ, phải cùng cộng tác và làm việc với những anh em tại chỗ. Anh chị em có con đi học, anh chị em thấy cái buổi nó học vẽ, nó vẽ như cái hình có ai đâu, nhưng mà anh em khen: ồ, bữa nay con vẽ đẹp. Bởi vì mình biết với cái tuổi của nó như thế mà vẽ được như thế là tốt rồi. Và hôm nào mà cô bảo thi vẽ mà anh em vẽ cho nó rồi đi nộp, cô nhìn vô cô biết ngay. Anh chị em hiểu không? Cho nên chúng ta phải biết cộng tác, tôn trọng, yêu thương. Anh chị em sẽ xây dựng nên một cộng đoàn dân Chúa tốt đẹp. Tôi cầu chúc cho giáo xứ Hàng Kênh, khi có linh mục xứ mới, thì anh chị em được cảm thấy hạnh phúc vì mình được những người mục tử của Chúa chăm sóc một cách tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.